Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình On Green. Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ nhắc tới một số lỗi cơ bản mà các bạn có thể khắc phục trong quá trình chúng ta tập luyện cú swing. Theo như tôi quan sát thấy thì rất nhiều golfer nghiệp dư khi chúng ta tập luyện swing hay tập luyện kỹ thuật, chúng ta để ý rất nhiều tới động tác cũng như việc đưa gậy lên ở vị trí nào hoặc cơ thể xoay liệu có đúng hay chưa, mà chúng ta rất nhiều khi vô tình quên mất một yếu tố vô cùng quan trọng trước khi chúng ta swing, đó chính là tư thế. Và theo quan sát của tôi thì các golfer thường hay bị hỏng phần tư thế ở phần nửa trên của cơ thể. Và tư thế nếu như không tốt thì chúng ta khó có được những cú đánh tốt. Tư thế lại là một phần vô cùng đơn giản bởi vì chúng ta còn chưa phải di chuyển để thực hiện bất cứ một động tác nào. Nó chỉ là tư thế chúng ta đứng vào làm sao cho thuận lợi nhất để từ đó động tác xoay của chúng ta được thuận lợi và có thể có được những cú đánh tốt. Ở phần nửa trên của cơ thể theo quan sát của tôi thì các golfer nghiệp dư thường hay mắc những lỗi như thế này. Đầu tiên đó là các bạn lưu ý, với các golfer tay phải khi chúng ta cầm gậy vào thì bao giờ phần tay trái là phần đeo găng chúng ta cũng sẽ cầm ở trên và phần tay phải chúng ta cầm ở dưới. Chính động tác cầm hai tay lệch như thế này sẽ làm cho cơ thể của chúng ta vào tư thế hơi nghiêng về phía bên phải và các bạn sẽ thấy cơ thể chúng ta sẽ hình thành một trục nghiêng về phía đằng sau như thế này. Và phần trục nghiêng này rất quan trọng. Nếu như các bạn quan sát thấy các golfer chuyên nghiệp khi họ thực hiện những cú đánh với gậy sắt hay với gậy driver thì phần trục nghiêng này gần như không đổi hướng. Có nghĩa là khi họ đứng vào, cơ thể họ sẽ lệch về phía bên phải. Khi họ đưa gậy lên vào vị trí backswing, phần trục nghiêng này cũng không thay đổi. Và khi họ đưa phần hông xuống để thực hiện cú downswing, thì phần trục nghiêng này cũng không đổi hướng, chỉ nghiêng về đằng sau nhiều hơn thôi. Và với phần trục nghiêng được giữ nguyên như vậy, thì chúng ta có thể đảm bảo chúng ta có được một góc đánh rất thuận lợi về phía trước và từ đó có thể giải thoát đầu gậy về hướng mục tiêu mà cơ thể của chúng ta không bị vướng. Tuy nhiên khi chúng ta đứng vào, nếu phần trục nghiêng không tốt, chúng ta vô tình bị nghiêng sai hướng, ví dụ như phần vai trái thấp hơn phần vai phải hoặc phần hông trái thấp hơn phần hông phải nhiều quá, các bạn sẽ thấy cơ thể của chúng ta sẽ bị nghiêng về phía bên trái nhiều hơn, chúi về hướng mục tiêu. Và với trục nghiêng như thế này, khi chúng ta thực hiện cú backswing lên, rất dễ để các bạn đưa mình vào một tư thế bị đảo trục và từ vị trí này chúng ta sẽ đánh xuống quá nhiều. Và với góc tấn công nhiều như thế này, các bạn sẽ thấy phần tay của chúng ta rất dễ bị co lại và không giải thoát được đầu gậy về hướng mục tiêu, do chúng ta không có được trục nghiêng một hướng thuận lợi hơn. Vậy thì lưu ý đầu tiên về tư thế setup đó là các bạn hãy lưu ý tới trục nghiêng của cơ thể khi chúng ta đứng vào. Nếu như phần tay trái của chúng ta cầm trước, có nghĩa là ở vị trí trên cao so với phần tay phải ở vị trí sát mặt đất hơn, thì phần vai trái của chúng ta cũng sẽ nên lệch cao hơn so với vai phải và hông trái cũng sẽ cao hơn hông phải. Với tư thế đứng hơi lệch về đằng sau như thế này, các bạn sẽ thấy đây là tư thế rất cân và sẽ rất thuận lợi để các bạn swing nếu như chúng ta giữ được tư thế nghiêng như vậy. Một lưu ý thứ hai ở phần setup đó chính là cũng liên quan đến phần nửa trên của cơ thể, đó chính là phần lưng. Rất nhiều golfer khi đứng vào chúng ta có thói quen bị cong phần lưng ở phía trên. Và với tư thế phần lưng cong như thế này, các bạn sẽ quan sát thấy đây không phải là tư thế setup đẹp mắt. Đồng thời ở tư thế nghiêng, hai vai chồm ra phía trước, các bạn sẽ thấy phần cơ thể của chúng ta rất khó để có thể xoay được nhiều để đưa gậy lên. Và chúng ta từ đó sẽ sử dụng với phần tay hoặc những lỗi khác để đưa gậy lên bởi vì phần vai rất bị hạn chế. Vậy thì cách khắc phục phần lưng của chúng ta bị cong, đó chính là các bạn cảm giác chúng ta muốn hít một hơi sâu và đồng thời đưa ngực về phía trước, đưa ngực về phía trái bóng. Các bạn sẽ thấy phần lưng trên thẳng hơn và với phần tư thế năng động hơn như thế này, các bạn sẽ thấy phần xoay vai đưa gậy lên sẽ có phần thuận lợi hơn so với cả cái lưng bị hơi cong về đằng trước như thế này. Đỡ ngực ra phía trước. Vậy thì với hai lưu ý như vậy ở phần trên của cơ thể, đó là các bạn cần lưu ý đưa trục của cơ thể vào đúng hướng, phần ngực ưỡn ra phía trước, chúng ta thả lỏng để phần lưng luôn thẳng. Đây sẽ là tư thế thuận lợi ở phần nửa trên để các bạn bắt đầu thực hiện cú swing. Các bạn hãy lưu ý rằng bất cứ một cú swing tốt nào cũng bắt đầu từ một tư thế setup tốt. Và tư thế setup vô cùng đơn giản bởi vì chúng ta chưa phải thực hiện bất cứ một động tác di chuyển nào. Nhưng đây lại là phần chúng ta rất dễ quên. Và chỉ cần lưu ý tới tư thế setup một chút như vậy thôi, chắc chắn các bạn sẽ có cơ hội thực hiện được những cú đánh tốt hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập thứ hai là bài tập kiểm soát đường bay. Và cụ thể ở đây là kiểm soát độ cong. Các bạn thấy rằng khi rất nhiều golfer nghiệp dư thực hiện cú đánh thì đường bóng bay lên không có được
thẳng như chúng ta mong muốn và thông thường sẽ là đường móng cong. Và đường móng cong mặc dù không phải là không tốt nhưng các bạn cần phải có sự kiểm soát với những cú đánh như vậy. Và với bài tập này chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao đường móng lại cong và cách khắc phục hướng di chuyển của đầu gậy phải như thế nào để ít tạo ra đường móng cong nhất hoặc có thể tạo ra đường móng cong theo sự kiểm soát của chúng ta. Chúng ta sẽ sử dụng chính những trái bóng trong quá trình chúng ta tập luyện để điều khiển hướng của đầu gậy. Và như các bạn đang quan sát thấy ở đây thì tôi đang có 3 trái bóng đặt ở một vị trí chéo như thế này. Và nhiệm vụ của chúng ta đó là với bài tập này chúng ta sẽ cố gắng đánh trái bóng ở giữa nhưng không chạm vào 2 trái bóng còn lại. Vậy thì khi tôi đặt theo hướng này các bạn có thể quan sát thấy luôn đó là khi vào tư thế setup xong để đầu gậy của tôi di chuyển trúng trái bóng ở giữa mà không trúng 2 trái bóng còn lại thì đầu gậy của tôi sẽ cần di chuyển theo hướng mà cảm giác sẽ là di chuyển về hướng bên phải của mục tiêu nhiều hơn. Có nghĩa là đầu gậy sẽ di chuyển sang hướng bên phải mục tiêu so với cả hướng ngắm. Và hướng đánh như thế này chúng ta hiểu là hướng đánh từ trong ra ngoài. Bài tập này rất có tác dụng với các golfer hay đánh slice bởi vì một trong những lỗi cơ bản khi chúng ta đánh slice đó là hướng di chuyển của đầu gậy của chúng ta không tốt và đầu gậy di chuyển theo hướng đi từ ngoài đi vào trong. Và các bạn quan sát thấy rằng nếu như đầu gậy của tôi di chuyển theo hướng từ ngoài vào trong như thế này, khi di chuyển vào trái bóng ở giữa, đầu gậy của tôi sẽ đi qua 2 trái bóng còn lại. Và lúc này rất dễ, đầu gậy sẽ vướng vào một trong 2 trái bóng đó và không trúng được trái bóng ở giữa. Vậy thì khi sắp xếp 3 trái bóng như thế này để thực hiện một cú đánh tốt, tôi sẽ cần phải tập luyện làm sao để đầu gậy di chuyển đúng hướng từ trong ra ngoài, tránh được 2 trái bóng ở phía ngoài. Và với hướng di chuyển như vậy thì đầu gậy rất dễ tạo ra đường bóng draw từ phải sang trái. Vậy thì với cú đánh như vừa xong, đầu gậy di chuyển từ trong ra ngoài, các bạn thấy chỉ trúng trái bóng ở giữa, 2 trái bóng còn lại vẫn còn nguyên. Và như vậy là kết quả là một đường bóng draw, đầu gậy của tôi di chuyển đúng hướng. Và nếu như chúng ta bị đánh draw quá nhiều, nếu như các bạn bị mắc lỗi ngược lại, đó là đầu gậy di chuyển theo hướng từ trong ra ngoài nhiều quá và tạo ra đường bóng hook từ phải sang trái nhiều quá, chúng ta có thể tập luyện ngược lại, di chuyển 2 trái bóng phía ngoài theo hướng này. Và bây giờ các bạn sẽ thấy nếu như tôi di chuyển theo hướng từ trong ra ngoài nhiều quá ở đây, đầu gậy sẽ đi qua cả 3 trái bóng. Và lúc này cảm nhận của tôi sẽ phải là cảm giác cú đánh của mình sẽ đi theo hướng từ ngoài vào trong nhiều hơn để khắc phục được lỗi từ trong ra ngoài nhiều quá. Rất nhiều các golfer nghiệp dư khi tập luyện, chúng ta không có sử dụng các bài tập như vậy. Và khi các bạn đánh bóng, rất khó để các bạn quan sát được đầu gậy của chúng ta đang bị di chuyển theo hướng từ trong ra ngoài nhiều quá, hay là từ ngoài vào trong nhiều quá, hay là đầu gậy của chúng ta đã di chuyển đúng hướng. Tuy nhiên nếu như các bạn nhìn vào đường bóng thì chúng ta có thể phần nào đoán được là đầu gậy di chuyển có đúng hướng hay không. Nếu như các bạn đang bị những cú đánh kéo hẳn sang bên trái hoặc là những cú đánh slide sang bên phải thì khả năng cao là đầu gậy của chúng ta đang bị di chuyển theo hướng từ ngoài vào trong nhiều quá. Và với động tác từ ngoài vào trong như vậy, chúng ta sẽ đặt bóng như thế này để khuyến khích phần swing của chúng ta di chuyển theo hướng ngược lại, là hướng từ trong ra ngoài để tạo ra đường bóng draw. Ngược lại, nếu như cú đánh của các bạn bị hướng thẳng sang bên phải hoặc là bị hook từ phải sang trái nhiều quá thì các bạn có thể di chuyển trái bóng phía ngoài theo hướng như vậy để chúng ta có thể tập luyện cú đánh ít bị từ trong ra ngoài mà hướng về đường đúng hướng nhiều hơn hoặc là hơi có phần cảm giác từ ngoài vào trong khi chúng ta mới tập luyện. Với phần bài tập như thế này, các bạn lưu ý chúng ta không nên đặt các trái bóng quá sát nhau bởi vì bản thân đầu gậy bao giờ cũng sẽ có độ dày nhất định và khi chúng ta di chuyển phần đầu hoặc là phần gót của gậy vẫn có khả năng vướng vào 2 trái bóng còn lại và chúng ta sẽ không thực hiện được cú đánh trọn vẹn nếu như phần ví dụ trong trường hợp này gót gậy chạm vào trái bóng ở phía ngoài. Chúng ta có thể tạo hướng nhưng cũng nên để cho đầu gậy có không gian để mặt gậy của cây gậy có thể tiếp xúc vào chính giữa trái bóng ở giữa, tránh việc đầu gậy và gót gậy tiếp xúc vào 2 trái bóng còn lại. Vậy thì một lần nữa, hướng từ trong ra ngoài, tập luyện theo cách này. Và đây sẽ là hướng mà tôi quan sát thấy chúng ta sẽ tập luyện phổ biến hơn.
bởi vì phần lớn cocofer thường hay bị slice nhiều hơn là bị hook kéo trái. Từ trong ra ngoài. Với bài tập 3 bóng như thế này, các bạn có thể thấy đây thực tế là một bài tập rất là đơn giản nhưng có tác dụng vô cùng lớn, và đặc biệt là chúng ta không cần ai quan sát hộ xem là đầu gậy di chuyển đúng sai như thế nào. Chúng ta có thể sử dụng chính những trái bóng, và nếu như chúng ta đánh vào chúng hai trái bóng trở lên thì khả năng cao là các bạn đã di chuyển sai hướng so với cả hướng mà các bạn đang tập. Và một lưu ý nhỏ nữa đó là khi chúng ta thực hiện những bài tập như thế này để kiểm soát cú swing và phần kỹ thuật thì các bạn nên sử dụng những cây gậy sắt trung bình. Trên tay tôi là cây gậy số 7 sắt, và tôi thường tập với cây gậy số 7 hoặc số 8 hoặc số 9 chứ không tập luyện nhiều với những cây gậy dài, bởi vì phần tập luyện cú swing với những cây gậy ngắn sẽ giúp chúng ta đỡ bị tốn sức hơn và kiểm soát cú đánh cũng như là kiểm soát phần kỹ thuật của chúng ta một cách dễ dàng hơn. Và sau khi tập luyện được rồi, chúng ta mới nên áp dụng sang các cây gậy dài hơn với bài tập tương tự. Như vậy, bài tập vừa xong là bài tập liên quan tới hướng di chuyển của đầu gậy để chúng ta có thể kiểm soát được độ cong của đường bay.